Đi cho cái gì cho lúc mình nhặt à. Vẫn tí con nhỉ. Quả đầu tiên là một con cá tròn. Chẳng lớn quá. Để cái nước này cũng bọn ui. Gọi là bắt bắt tốt rồi. Rán tốt rồi đúng không? Sao bọn nó đi đánh được 3-4 tiếng. Nó để cái con nhỏ nhất này đi đánh. Tôm nhưng mà không phải tôm nhão, tôm này tôm tôm cái này tôm tôm càng. Tôm này không ngon. Ui, con gì đấy? Hai con luôn hả? Hai con. Quá là ok nhỉ. Này như tốn dầu thôi. Ừ, kho cực cháy nồi ăn sướng lắm. Nhưng mà kho đấy xương ăn được không? Xương ăn được mà. Kho mềm xương ăn được. Cắm xuống đất. Đấy, dưới luôn. Dưới cái chỗ anh có đấy. Em thấy nó há mồm nó cắm xuống đất mà. Rồi, chọn này. Đây con này luôn à? Nó phi ra đây luôn cơ. Phi luôn đây. Nó phóng nhanh nhỉ? Bảo sao nhiều khi thấy những cái loại này bắt được nó này, chứ còn cái loại mà để mạnh điện quá là thích bắt được đâu. Ui rồi đây. Đây mình đang chìm bên này. Toàn cá chuối, phun cá chuối. Oh, ok nhỉ. Nhà có cái ao tù về thả xuống. Năm. Cả đây đúng không? Ông kia mình đi vớt trong cái bạc này. Đây. Đây đầm nhông ở đây nè. Làm với anh ở dưới kia đi bộ đội nào. Bắt luôn. Mẹ, mẹ
lồng thứ tưởng là con cá gì sao mà bướng như vậy. Con tôm tôm con à không phải. Mẹ thôi vì tưởng con gì lừ 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 bán nước đổ qua mình nhìn cũng không rõ được. Năm cái chi con rồi đấy. Nhanh lớn cả. Mà đoạn này là đúng là không có chỗ nào mà ra vào có tí cái đoạn cống kia đấy nhờ. Toàn cá ngon nhưng có phải là nhìn ra là cái gì cá con yeah, mẹ bỏ nhẹ nhẹ về mà nằm còn chặt nổi lên nhé. Thì buồn quá đó. Số chúng ta mà Rufi à, cứ tưởng là con gì. Mình chọn người bé con gì đây. Rufi à, riêng chứ. Cái làm này lờ lờ. Ui trời, ui chào rồi. Toàn nó phi. Gì quá đúng rồi. Trong để chui ra cho vào đấy luôn. Bắt rô phi chứ bắt nữa. Tự tiện chui vào. Bạn đây. Cháu đi nghịch tí chưa? Dạ. Chui thả tôm đây ạ. Ôi cho đi vòng lên tí thôi. Nha. Thôi gì đâu mà.
người đánh cá mừng quá. Làm cái gì được. Đéo ơi thật tội đây. Đi với nhau. Úi giời. Ôi, nhìn thì to mà. Kệ làm cái gì được, kéo thôi. Phòng ra ngoài kia.